cứng lại đấy cơ mà. Chạy không? Chạy được. Anh vớt. Không biết đâu, mọi người phải làm chủ cho em đi. Không chịu. Mà sao đấy? Thử đi leo núi. Anh đừng có nhắc nữa. Chứ toàn là lừa đảo em thôi à. Lừa đảo? Lừa đảo là sao? Anh bình tĩnh nói em nghe coi. Nó nói với anh á, muốn đi leo núi là phải chuyển cho tụi nó 5 triệu làm cọc. Đi xong á là tụi nó sẽ chuyển lại cho anh. Rồi em chuyển luôn hả? Đâu có đâu. Em làm gì ngu vậy anh? Em chỉ chuyển cho tụi nó có 500 ngàn thôi, để làm tin đồ đó. Nhưng mà tụi nó lừa em luôn anh. Thôi đừng khóc nữa. Có 500 ngàn à. Mất cổ thì còn người, có sao đâu. Anh đã nói với em rồi, không ai cho không cái gì đâu. Giờ tiền mất tật mang thấy chưa? Thôi không khóc nữa. Tiền mất thì cũng mất rồi, bọn nó chưa bán em là may đấy. Vào ăn Giáng sinh với bọn anh này. Ăn Giáng sinh hả? Ừ, đúng rồi, nhiều món ngon lắm. Thì không? Ừ. Đồ ăn mọi người để đâu vậy? Chưa có giọt. Yo! Nhiều đồ ăn quá vậy. Hai mình chơi trò chơi đi. Anh có trò này hay cực. Thôi, anh đừng có nói với em á là anh định chơi trò nướng bánh khét nữa nha. Mình chơi rút bài. Bài của người lớn nhất sẽ búng chán bài của người nhỏ nhất. Ừ. Rồi bài đâu chơi? Anh để trong vali, để anh lấy. Đâu ra đấy? Thì hôm bữa tôi lục vali của anh, tôi thấy hay hay nên là tôi tiện tay lấy. Giết rồi nhà tôi cũng như nhà cậu thì thôi đi. Cậu còn bới móc đồ của tôi nữa. Một hồi thành bà mẹ già quản lý con. Anh nói ai giống bà mẹ quản lý con? Tôi chỉ mượn thôi, ai thèm quản lý anh. Thôi 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 thôi, đừng có cãi nhau nữa. Đưa bài đây. Để em khai trường. Rồi, rút đi.